Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh DIY Home Depot. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây kéo cắt cành trợ lực trên cao đến từ thương hiệu Chikamasa. Có mã là LB450. Chikamasa là thương hiệu Nhật Bản có tuổi đời hình thành là 110 năm. Và đối với ở thị trường Nhật Bản thì không quá xa lạ, nhưng mà đối với ở thị trường Việt Nam thì những anh em ở chuyên ngành thì mới biết được dòng thương hiệu này. Lưỡi được thiết kế bằng thép carbon cao cấp và khi mà mình cắt rất là sắc luôn và cho ra tác phẩm rất là đẹp, không bị dập cành và đường cắt rất là đẹp nha mọi người. Rồi ở phần lưỡi nhận thì mình sẽ được thiết kế là bằng nhựa. Ở đây khi mà mình cắt cành cây mình đặt vào đây, trong quá trình cắt mình sẽ không bị xê dịch. Rồi lưỡi này mình có thể thay thế ở đây nha mọi người. Rồi xét về tổng thể của kéo thì mình sẽ có là tổng chiều dài là 400mm và mình sẽ có là tổng chiều dài của lưỡi là 43mm nha mọi người. Tay cầm của kéo được thiết kế bằng chất liệu nhựa chống trượt, giúp trong quá trình sử dụng mình làm việc ở trên cao, cho những anh em nào mình hay đổ mồ hôi á, nó sẽ chống trượt và an toàn hơn. Với thiết kế một lưỡi thép carbon và một lưỡi bằng nhựa thì cái thiết kế độc đáo này trên thị trường Việt Nam chưa có thương hiệu nào sản xuất nha mọi người. Chỉ có Chikamasa là thương hiệu đi đầu trong quá trình thiết kế này, thì hướng đến giúp cho người dùng sẽ có mang lại hiệu quả khi mà mình bóp một cái lực rất là nhẹ nhưng mà sẽ cho ra lực cắt rất là mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ test cắt một cái cành cho mọi người xem nha. Đây mình bỏ vào. Ở đây mình sẽ có một cái lưỡi nhận bằng nhựa, khi mà mình cắt nó sẽ không bị xê dịch trong quá trình cắt. Mình sẽ dùng một lực rất là nhẹ luôn. Rồi như mọi người thấy thì lực cắt rất là nhẹ và cho ra một cái mặt cắt rất là sạch sẽ và không để lại gần cắt. Và cắt rất là ngọt và không bị tước vỏ, sẽ mang lại độ hiệu quả cao và cho thân cây dễ làm hẹo hơn. Với cái việc mà cắt cành ngọt và không để lại sẹo, không để lại gợn trên mặt cắt và không bị tước vỏ, sẽ làm tăng hiệu quả cho các anh mà chuyên trong ngành cắt cành cây kiển nha mọi người. Với trọng lượng kéo chỉ có 400g thôi, và Chikamasa sẽ hướng tới đó chính là thay vì mà mình làm luôn hai cái lưỡi kim loại thì Chikamasa sẽ tối giản cái phần này lại, chỉ còn là một cái lưỡi kim loại và một cái lưỡi nhận bằng nhựa nha mọi người. Sẽ giúp cho mọi người trong quá trình sử dụng thao tác trên cao sẽ đỡ mỏi tay hơn và mình sẽ hiệu quả hơn. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác các cành trên cao cho các bạn xem. Một cành đây, vết cắt rất là ngọt luôn, không để lại sẹo và gợn trên mặt cắt luôn. Chỉ cần dùng một lực rất là nhẹ nha mọi người. Tiếp theo cành thứ ba, đó rất là ngọt luôn. Rồi cành cuối cùng, rồi như mọi người có thể thấy thì đây là vết cắt rất là ngọt luôn, rất là sạch sẽ, không để lại gợn cho mặt cắt và không, đặc biệt là không bị tước vỏ, giúp cho quá trình lành sẹo của cây rất là diễn ra rất là nhanh. Rồi DIY Home Depot là đại lý phân phối chính hãng của thương hiệu Chikamasa. Nếu như anh em nào mình đang có nhu cầu quan tâm cây kéo cắt cành này thì hãy liên hệ với thông tin bên dưới để mua về hỗ trợ cho công việc của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video gần tới.